Spider-Man Homecoming đánh dấu bộ phim thứ 7 trong series phim yêu thích Spider-Man được chính thức ra mắt từ năm 2002 của Sam Raimi. Rất nhiều nhân vật phản diện đến từ truyện tranh đã được chuyển thể vào 7 bộ phim. Đến với bộ sưu tập những tên sỏ lá ba que trong Spider-Man này, bạn sẽ thấy những nhân vật xấu xa và đặc trưng nhất trong số các nhân vật phản diện trong truyện tranh của Marvel. Hello, my dear. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fact TV và dưới đây sẽ là top 5 nhân vật phản diện đã xuất hiện trên phim Spider-Man nhé. Đứng ở vị trí thứ 5, The Future. Spider-Man Homecoming là một phần phim giải quyết hai vấn đề trong một, không chỉ là phim của Joe Walsh cuối cùng được đưa đến MCU, một nhân vật phản diện hấp dẫn và thuyết phục, và nó còn đem lại một nhân vật phản diện cổ điển, gỡ rối cho Spider-Man trên màn ảnh lớn trong hình thể của Vulture. Hắn ta không phải là một kẻ muốn thống trị thế giới, những thứ hắn ta muốn chỉ là sự giàu có và gia đình của hắn. Và vì thế, hắn đã buôn lậu vũ khí để thực hiện ước mơ này. On stealing the weapons that have been left behind from any Avengers disasters. We're going to take everything they got. I found it a really interesting approach to what you all want to call a villain. You don't understand. Và hắn đã thực sự sai lầm khi thực hiện phi vụ thế kỷ đó là ăn trộm đồ nghề của các Avenger. Tommy là một kẻ tội phạm vô cùng độc ác và nhẫn tâm, người đã nhanh chóng tặng anh chàng trẻ tuổi Spidey do Tom Holland đóng một cuộc rượt đuổi vì tiền của hắn. Did you really think you could hide from me there? Thiết kế của Vulture cũng là một sự tiến bộ rất ngầu qua diện mạo cổ điển của hắn đến từ truyện tranh. Superhero movie is only as good as their villain. When people see what he's done with this character, he really did nail it. Đứng ở vị trí thứ tư, Harry Osborn. Harry đã đổ lỗi cho Spider-Man vì cái chết của cha mình và dẫn tới cam ghét anh chàng người nhện làm việc vì công lý này. Tình bạn của hai người sau mỗi tập phim lại giảm đi một chút và chiến tranh đã xảy ra khi mà Harry Osborn biết được kẻ thù của mình, tức Spider-Man chính là cậu bạn học năm nào. Spider-Man có thể đã dẫn đến sự sụp đổ của Harry, nhưng trong phim của Raimi, Peter đã chuộc lại được lỗi lầm của mình. It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right. Đứng ở vị trí thứ 3, Dr. Octopus. Otto Octavius, diễn bởi Alfred Molina, đã đi xa hơn là một kẻ gàn dở bé nhỏ. Sự thất bại của anh ta trong thử nghiệm tổng hợp hạt nhân không chỉ trả giá bằng cái chết của người vợ yêu quý, mà còn kết hợp bốn cánh tay phá hủy cơ xương học xương sống của chính mình, khiến anh ta trở thành một cỗ máy chiến đấu thực sự. Sự ngạo mạn đầy nguy hiểm và hoài bão đen tối của Dr. Octopus đã chọn được từ đúng nguồn nguyên liệu và những trận chiến giữa Spider-Man. Octopus là hoàn hảo cho Spider-Man 2 vì anh ta trái ngược với tính cách của nhân vật Peter trong cách xử lý khi thất bại và chịu trách nhiệm. Thất bại của Octopus xảy ra vì anh ta kiêu căng, muốn được tất cả, đó chính là tiếng tăm, tình yêu và thành công. Còn Peter, thất bại là vì hy sinh của anh trong việc trở thành Spider-Man. Anh ấy không thể có tất cả, anh ấy chỉ có thể làm những gì đúng đắn mà thôi. Ở vị trí thứ 2, Electro. Amazing Spider-Man 2 đã tạo ra hình tượng Spider-Man khác trước và những kẻ thù độc ác cổ điển trở thành kẻ thù chính. Electro được đóng bởi Jamie Foxx là một kỹ sư Oscorp lập dị, người mà đã trở thành một cái máy phát điện cho cả thành phố khi mà một tai nạn không may xảy ra. Electro không phải là kẻ thù ác chuẩn để thách thức được Spider-Man. Anh ta chỉ được cái ngầu, hiệu ứng đặc biệt rực rỡ qua mắt người nhìn mà thôi.
I hate this song. Và đứng ở vị trí thứ nhất, Norman Osborn. Spider-Man hoàn toàn gây ấn tượng sâu sắc bởi những thất bại của Norman Osborn. Cái chết và câu chuyện về khối di sản từ trong truyện cho đến phim lẻ, trong khi tạo ra một cuộc khủng hoảng đầy thuyết phục và tỉnh táo đối với Peter Parker của Marvel. Green Goblin cũng dạy cho Peter bài học giá trị rằng nếu anh tiếp tục trở thành Spider-Man, những người anh yêu thương nhất sẽ luôn phải đối mặt với đớn đau. Join me. Imagine what we could accomplish together. What we could create. Or we could destroy. Vì để bảo vệ Mary Jane, dì May và ngay cả trong giấc ngủ, Peter cũng phải luôn sẵn sàng trở thành Spider-Man và đặt lợi ích của tất cả lớn hơn những thứ khác. It's you who's out, Gobby. Out of your mind. Wrong answer! Oh, great. Trên đây là danh sách top 5 nhân vật phản diện xuất hiện trên phim Spider-Man. Đâu là nhân vật để lại nhiều ấn tượng cho bạn nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment cho chúng mình cũng biết nhé! Và đừng quên subscribe kênh của iFact TV để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye!